Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của Khang để quý vị giới thiệu cho quý vị và các bạn một số phôi mai nha quý vị. Đó, quá sắp phôi luôn đây. Chào Khang. Rồi chào anh, chào cô chú anh chị trên toàn quốc ha. Bữa nay em về được một số mai phôi nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình rảnh rỗi coi thấy em ủng hộ em nha cô chú anh chị. Em vào cây số 1 luôn cô chú anh chị ơi. Mai này mai vợ Thu Đức nha cô chú anh chị. Rồi mã số 1 đầu clip hôm nay. Bông 52 cánh luôn, bông đẹp. Rồi chiều cao nó là 65. Rồi vô cái hoành luôn. Rồi hoành nó 26. Rồi xe xe luôn 26 hoành. Nghe kỹ co lắc thân cành của gì. Trên này 1.1 triệu bao xếp toàn quá cô chú anh chị. Tròn vòng đế luôn. 26 hoành. Chỉ cần điều 1.1 triệu. 1.1 triệu. Rồi xuống cây, qua cây số 2. Thứ hai chiều cao nó là 79. Rồi cái hoành luôn, hoành của 26.5 tính 26 luôn. Rồi tính 26 hoành luôn, cây đẹp nha cô chú anh chị. 1.4 triệu cây này luôn cô chú anh chị ơi. Mở số 2 đế đẹp, đế nôm chỉ cần điều. Rồi xuống cây tiếp tục mở số 3. Rồi số 3 đây. Thứ ba chiều cao là 89. Rồi 89. Ngay eo. Quanh đó nè 30. Rồi đó eo này 30. Rồi mình nghe ha. Mã số 3 của chú anh chị. Giá hữu nghị luôn. Nhiều. 950. Rồi 950. Quanh 30 950. Bao ship toàn quốc luôn. Cây okay luôn. Tiếp tục mã số 4. Chiều cao nó là 53. Ủa 58. Để dính sành không thấy đường nữa. Hoành thân 23 của chú anh chị. Rồi 23 hoành. Để của gì ơi. 23 hoành. Để hơi quái ha. 450 à. 450. Rồi 450 nha. Bao ship toàn quốc. Rồi, mã số 5 luôn. Mã số 5 chiều cao đó 96. Hoành 20. Rồi 20 hoành. Rồi để luôn rồi quý vị. 500 cô chú anh chị ơi. Mã số rồi, 5 500. Chỉ cần đều bộ đế đẹp luôn là 500 bao ship luôn. Rồi xuống cây. Tiếp tục chiều cao nó là 55, mã số 6. Cao 55. Hoành nó là 29 hoành. Rồi, 19 hoành. Đo tuốt trên á, đo dưới đây là nó có thể 20 hoành, 21 rồi, hoành. Đo dưới áp cổ ra 21. Mã số 6. Để luôn. 400 luôn cô chú anh chị. Rồi, 400 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp tục mã số 7. Có cây đường nào được alo ủng hộ em nha cô chú anh chị. Số 7 chiều cao nó là 77. Hoành 17 luôn cô chú anh chị ơi, 18 yếu xíu. Rồi, xe xe luôn. 350 cây này luôn. Đó, cây đẹp luôn, có 350 bao ship luôn. Rồi, 350 của gì vậy? Rồi, xuống cây. Mới luôn. Tục mã số 8. Chiều cao 68. Hoành đó là ơi. Dạy, dạy, dạy. Dạy. 28 hoành của chú anh chị. 29. Ủa 29. Ờ 29 hoành. 29 hoành của chú anh chị ơi. Mã số 8 29 hoành. Chiều 2. Này nó có cái vị trí ngày xưa nó bị tróc lớp da mà nó giờ nó đã kéo lâu rồi nhưng quý vị. Này đây là cái lớp da mới nó rồi nhưng quý vị. Không bị gì cô chú anh chị ơi. Rồi để đây quý vị. Để điều bốn mặt luôn, triệu 2 bao ship toàn quốc luôn. Rồi, triệu 2. Mã số 8. Xuống cây. Tục mã số 9. Số 9 chiều cao 77 luôn. Hoành thân 20
4. 24. Ủa mấy cây bên đây là rồi. Mấy cây bên đây là không phải nha. Mấy cây bên đây nè. Rồi, xe xe luôn. Rồi này ở trên lưng nó có cái vết lũa trên đây miếng như cái gì. Còn rồi bác. Nó lành nè. Bán giá hữu nghị luôn. 700 bao ship luôn. Để luôn. Đó. Rồi, thấy anh kéo bên đó kéo qua. Đó là tao biết. Rồi, xuống cây luôn. Rồi qua cây mới luôn. Mở số 10. Số 10. Chiều cao 70. Rồi quanh nó 19 rồi 20. Rồi, xây xây luôn. 200.000 bao ship toàn quốc luôn đó nha. Rồi. Ôi cây đẹp luôn. Bán giá hữu nghị luôn, cục đế luôn. Chỉ cành điều 200.000 à. Rồi, xuống cây luôn. Đâu này không phải lũa, nó bị nám da thôi à. À, không phải. Phải lũa. Rồi, qua cây mới luôn. Mã số 11. 11 chiều cao đó là 97. Quanh thân 25 của chú anh chị. Rồi, 25 đúng luôn. Tay cành đều, trực. 900 của chú anh chị ơi. Mã số 11, 900, 25 hoành. Cây đẹp luôn, giá hữu nghị luôn của chú anh chị ơi. Rồi, cây luôn. Cây mới của gì? Mã số 12. Rồi, bye bye luôn. À, 65 chiều cao. Cái này nó bị lũa nhưng mà nó cũng liền rồi. Không kéo rồi, nhựa nè. Ngoài đi. Ngoài. Để rồi. Đây nè, đưa được không? Đây. Rồi quanh nó ra 23. Rồi, 23 quanh. Để cái gì? Cái này hơi quái quái ha. Có cái đuôi dài dài. Rồi cái này vô lô 4 xị luôn cô chú anh chị ơi, 400.000 bao ship toàn quốc luôn. Không, có đuôi dài quái quái ha. Giống cây ha. Cá sấu nằm lên. Chưa? 400 mã số 12. Mã số mấy? Mã số 13 cô chú anh chị. Mã số 13 chiều cao nó 60. Hoành nó là 22. Rồi, 22 hoành, xây xây luôn. 22 hoành. Để đây. 550 bao ship luôn, 22 hoành 550 luôn. Rồi, 550. Rồi, qua cây mới luôn. Mã số 13, 14. 14. 14 chiều cao đó 49. Em này đẹp nè, lùng lực bonsai nè. Đó, hoành 27 hoành luôn rồi, cô chú anh chị. 27 hoành. Đó, cái cục quá trời luôn nè. Để đo cái củ đế nữa coi. Cục tròn tròn ở dưới đây. 38 ha. 38 nè cô chú anh chị. Đó, cái cục tròn như nè. Đó. Cái đẹp ha. Giá hữu nghị, giá bèo nhèo luôn. Rồi, nhiều. 500. Rồi, 500. Rồi, bao ship. Mã số 15. 15 chiều cao 57. Hoành nó là 19 hoành. Rồi 19 hoành. 200.000 cây này luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, 200, đó. Để đây. Cô chú anh chị mình chốt về chơi. Chỉ cành điều đế cũng đẹp luôn á. Rồi 200 cái gì? 200.000 là bao ship tận nhà cho cô chú anh rồi, chị mình luôn. Qua cây mới luôn. Mã số 16. Chiều cao 1m. Hoành nó là 19. Rồi 19. Đó cái củ cũ rồi. Ở dưới. Củ 28. 8. Rồi. Sẽ xây cái củ đế luôn. Đây, cành đều rang từ dưới lên tới trên ha. Rồi cây này em vô luôn 550 luôn cô chú anh chị. Rồi 550. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp mã tục. Số 17. Chiều cao 66. Hoành đó là 25. Rồi, xe xe luôn, 25 hoành. 25 hoành, giao lô 800 cô chú anh chị ơi. Mã số 17. Để đây ha. Đó. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 18. Chiều cao nó là 74. Hoành nó 25 luôn cô chú rồi, anh chị ơi. 25 hoành. 25 có hơn. Củ nạc. Củ nạc 33. 33 luôn. Ủa, 34, 33 thôi.
3, bà 4 gì đó. Đó, cái củ nè ha. Đây, củ này đẹp nè cô chú anh chị. Chịu đứa có luôn nha quý vị nè. Đặt trước ha. Rồi vô luôn như đây. Rồi vô luôn 700 rưỡi. Ok, 750.000. Rồi tiếp tục cây mới. Mã số 19. Rồi 19 đây rồi quý vị. Rồi chiều cao nó là 70. Rồi. Hoành nó là 27 hoành. Rồi 27 hoành. Rồi xây xây luôn. 27 hoành cô chú anh chị ơi. Để 1.1 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi 1.1 triệu ha. Ừ. Rồi 19. Số 19. 1.1 triệu. Rồi qua 20 luôn. 20 chiều cao 66. Hoành đó là 26 hoành. Vậy 6 ha, 6 dư luôn ha. Rồi đế bắp không nè. Nó còn bự bự không. Mã số 20. Tại cạnh đều ha. Vô luôn 1.3 triệu. Rồi 1.3 triệu của chị. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây luôn. Rồi qua cây mới luôn. Mã số 21. 21 chiều cao 44. Hoành 21 luôn. Rồi 21 hoành luôn. Rồi giao lưu 450 luôn. Rồi 450 là cái gì? Bao ship toàn quốc luôn. Rồi xuống cây. Mã số 22 luôn. 22 chiều cao đó là 60. Hoành đó là 14 hoành. Rồi 14 hoành. 200.000 bao ship luôn cô chú anh chị. Mã số 22 đế nôm sổ luôn á. Rồi 200 mẫu gì vậy. Rồi xuống cây luôn. Rồi đi xuống ha. Tiếp tục luôn. 23. Số 23 chiều cao 67. Hoành đó là 25 hoành. Rồi xây cái củ đế luôn 25 hoành. Mã số 23 25 hoành. Để chứng quá nè ha. 600 luôn cô chú anh chị. 600.000. 25 hoành 600 đế đẹp luôn á, tàn. Rồi đẹp luôn. Qua cây mới luôn. Mã số 24. Rồi 24. 24 chiều cao đó đây 60. Hoành đó là 22 đi. Rồi yếu mắt 23. Tính 22. Rồi 22 hoành nè quý vị. 400.000 cây này luôn cô chú anh chị. Ta cành lực lực chia đều đây ha. Đó. Cụ đế đây. Đế cũng đều quá đây quý vị. 400 ha. Rồi. 100 bao ship. Cây. Cây mới luôn. Mã số 25. 25 chiều cao 84. Hoành nó 27 cô chú anh chị. Rồi 27 hoành. Mã số 25 hoành 27. Hai cành đây. Cho luôn 1.4 triệu của chú anh chị. Co đế luôn. Đó là mình xuống gấp liền. Để đây, để đặt luôn. Để mình ngồi kỹ ở chiều chiều ăn trước. Đặt trước sao cái gì? Có nhánh hồi. Không thích nhánh là bỏ. Có nhánh cặp mà không luôn. À từ từ ha. Rồi, xuống cây. Mã số mã số 26. 6. Em gió lùa là siêu phong gì nè. 57 chiều cao. Hoành 18 của chú anh chị ơi. 18 hoành. 500 cây này của chú anh chị ơi, độc lạ, độc nhất vô nhị chỉ có 1 cây à. Cây lùa vậy hả? Cây lùa này nè. Gió lùa. Siêu phong gì nè. Đó 500. Rồi, xuống cây. Mã số 26. Rồi tiếp tục luôn. Mã số 27. 27 chiều cao đó là 69. Hoành 20. Rồi, xây xây luôn. 20 hoành. Mã số 27 hoành 20. Rồi 600 cây này luôn cô chú anh chị. Để cây quý vị. Để kính đây ha. 600. Để đẹp luôn á. Đó. Đó. Cây luôn. Cây mới luôn. Mã số 28. 8 chiều cao nó là 64. Hoành đây là 25.
rưỡi. Rồi, 25 hoành đi ha. Mã số 28 hoành 25 của chú anh chị ơi. Để đây. 800 luôn. Ở đây còn hai con cây bự đồng ha. 800 rồi. Bao ship. 800. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 28. 29 luôn. Mã số 29. Chiều cao nó là 60. Rồi, hoành nó 26. Rồi, 26. 26 hoành mã số 29. Để đây. Để đẹp luôn á. Triệu 2 bao ship của cô chú anh chị ơi. Rồi, triệu 2. Tay cành đều nữa ha. Tiếp tục luôn. Mã số 30. 30 chiều cao 70. Hoành đó là 24, yếu xíu tính 23. Rồi, 23 hoành. 800 cây này luôn cô chú anh chị. Để quý vị. Mã số 30 800. Rồi, xuống cây. Mã số 24. Con lên mấy cây này 31. Gì? 31. Rồi, chiều cao 70. Hoành đó là 18 hoành. Rồi, 18 hoành. Mã số 31, 18 hoành. Rồi, 550 luôn. Rồi, 550 của gì? Mã số 32. 32 chiều cao 60. Hoành đó là 23 hoành. Rồi, hoành 23. Đây, tay cành đều nè. 35, 36. 35 nữa. Để luôn. Mã số 32 Zalo cho cô chú anh chị mình 700 cây này luôn. Rồi, 700. Chỉ cần điều bộ đế đẹp luôn nè. Rồi, qua cây mới luôn. Mã số 33. Em này hơi quái xíu nha, 33 chiều cao nó là 74. Cái cây này không có đo được đó trên cổ cô chú anh chị ơi. Rồi, nằm quá ha. Hoành thân 26 hoành nè. 6 đằng rồi đó. Rồi. Còn ở dưới đây nó mắc cái cọng rễ nó nằm chịu ở đây luôn rồi, không có đo được đó. Cái này đẹp lắm cô chú anh chị, giống cái hình thú ha. Rồi cái này em vô luôn, 1.8 triệu bao ship toàn quốc. Chỉ gần đều bộ đế thú thú luôn cô chú anh chị. Đo túi cái cổ là 26 hoành, đo trong đây có hơn nha cô chú anh chị. Cái đẹp 1.8 triệu. Mã số 33. Rồi, cây okay luôn. Tiếp tục mã số 34. Rồi, chiều cao 60. Không lên sừng trâu hả? Hoành 25 hoành, lên đi. Kể nó. Hoành đó là 25 hoành. Để tay cạnh ha. 25 hoành, em vô lô 2.2 triệu. Tay cạnh đặt cái trần để cũng đặt như cái gì. Mã số... mã số 34, 2.2 triệu nha cô chú anh chị. Tiếp tục mã số rồi. 35. 35 đây. 35 chiều cao nó là 80. Hoành nó là 24 hoành. Rồi, hoành 24. Con nhanh phóng ha, phóng khá dài ha. Đó, quẹt 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 luôn. Cái này đẹp luôn cô chú anh chị, 24 hoành. Đúng. Xuống đế cái quý vị. 24 hoành cây này em vô lô cho cô chú anh chị mình 800 bao ship. Rồi, 800. Mã số 35. Tiếp tục mã số 36 của clip của em cô chú anh chị ơi. Cặp sừng trâu. Đó, cô chú anh chị coi kỹ được ủng hộ em ha. Là cây quái thì là ít khi có lắm. Rồi, chiều cao nó luôn. Cao cây cao này đi. Chiều cao trên đây là 80. Tổng hoành trước nha cô chú anh rồi, chị. Rồi, ngàn dưới đây. Tổng hoành 39 nè. Rồi, ngàn dưới đây 39 hoành ha. Rồi, đo từng cây coi. Kìm thân coi. Thân bên đây. 27. 27 rưỡi. Đo xét cái dưới, 27 rưỡi. Nhưng bên đây chắc cũng cả đó gì. 24 à. 24 rưỡi. 24 rưỡi. Em 27 rưỡi, 24 rưỡi.
Rồi cái này em giao lưu 5,2 triệu, bao ship toàn quốc cô chú anh chị. Nghe kỹ như quý vị đế nha. Đế quá đỉnh. Đoạn này ha. Đế lực quá. Đế lực mà đế đều. 39 hoành. 39 hoành, 5,2 triệu. Em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi hết ha. Hết. Rồi, giờ lại muốn nói rồi clip em cũng không có gì hơn, chúc cô chú anh chị mình được nhiều sức khỏe hết ha cô chú anh chị. Rồi clip có cây nào được ủng hộ em hết cô chú anh chị ơi. Em chào cô chú anh chị.